Kỳ Euro 2024 đang tới rất gần kề với người hâm mộ bóng đá rồi. Chỉ còn 3 tuần nữa là giải đấu đáng chú ý nhất diễn ra tại nước Đức sẽ chính thức khởi tranh. Mới nhất thì người Italia cũng đã công bố danh sách, chỉ còn Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan, Đan Mạch là những đội bóng cũng rất có thể làm nên chuyện vẫn bặt vô âm tín. Dù thế thì những đại diện sừng sỏ nhất tại kỳ Euro sắp tới cũng công bố những cái tên được chọn mặt. Qua đó mà chúng ta có thể thấy được tương quan sức mạnh của những đội bóng, từ có tiềm năng cao cho đến những ứng cử viên vô địch hàng hiệu. Xếp hạng sức mạnh những đội bóng sừng sỏ nhất sẽ bắt đầu với vị trí thứ 7, gọi tên xứ sở sô-cô-la. Đội tuyển Bỉ đã có một quãng thời gian dài chiếm lĩnh vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Quả nhiên họ sở hữu hàng loạt những nhân tố chất lượng, một thế hệ vàng mà vương quốc này chưa từng có. Tuy nhiên với việc chẳng sở hữu một danh hiệu nào trong 10 năm trở lại đây, Bỉ vẫn chỉ được xem là một vị vua không ai, một đối trọng hạng sang có tiềm năng để tiến sâu ở mọi giải đấu. Chứ còn trước vô địch, đó sẽ tiếp tục là một hành trình dang dở. Thế hệ vàng của Bỉ cũng đã và đang dần trượt qua giai đoạn huy hoàng nhất. Eden Hazard đã giải nghệ, Vertonghen, Witzel thì chẳng còn biết thi đấu được bao lâu nữa. Thibaut Courtois trong khung gỗ, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans nơi tuyến giữa, trên hàng công là Romelu Lukaku. Hậu triều đại của Roberto Martinez có lẽ vẫn là những sự lựa chọn tối ưu nhất. Trong giai đoạn khó khăn của đội tuyển với việc bị loại ngay từ vòng đấu bảng kỳ World Cup 2022, cũng đã nổi bật lên những lựa chọn mới như là Wout Faes, vai trò trung vệ, Luis Openda vị trí tiền đạo và cả Jeremy Doku, cầu thủ dự kiến sẽ gồng gánh tốc độ bên hành lang cánh trái của đội tuyển Bỉ mùa này. Bỉ có khả năng tiến sâu, nhưng họ vẫn chỉ đang trong giai đoạn đầu của quá trình che già măng mọc kết hợp với thành tích không tốt trong hai giải đấu gần nhất. Bỉ mùa này vào đến bán kết đã là đại thành công. Vị trí thứ 6 thuộc về Tây Ban Nha, đội bóng đã nâng cao ngôi vô địch ở kỳ Nations League gần nhất. Họ từng là nhà vô địch Euro 2 mùa liên tiếp từ 2008 cho đến 2012 với triết lý Tiki-Taka chứ danh ảnh hưởng nhiều đến từ nòng cốt hồi đó còn thi đấu cho Barcelona. Tây Ban Nha hậu triều đại Luis Enrique thì không còn thi đấu khiên cưỡng như vậy. Song việc kiểm soát bóng từ từ luân chuyển để mở ra cơ hội thì vẫn là nét đặc trưng của nền bóng đá xứ đấu bỏ. Họ vẫn sở hữu một tuyến giữa hàng khủng với Rodri, Gavi, Pedri, Ruiz là nổi trội. Tuyến dưới thì có thủ thành Simon, dàn hậu vệ có hàng tá những lựa chọn ở hai hành lang biên, còn trung tuyến thì có cặp đôi Robin Lenormand và Aymeric Laporte là tạo nên sự yên tâm nhất. Vấn đề của Tây Ban Nha nằm ở hàng tiền đạo, với Alvaro Morata vẫn là đội trưởng, vẫn là một gỗ thủ có thể tạo nên những khoảnh khắc giọt nước tràn ly với khán giả. Hai hành lang cánh thì không phải quá lo với Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams. Tây Ban Nha sẽ chơi cửa trên với phần lớn những đội bóng tại Euro mà họ đối đầu. Câu chuyện chỉ là liệu thầy trò Jose Luis de la Fuente có tiếp tục bế tắc trên hàng công ở vòng knockout như thời của Enrique hay không mà thôi. Vị trí thứ 5 về sức mạnh, chúng tôi trao nó cho người Italia, đương kim vô địch của giải đấu này. Dù cho Roberto Mancini đã rời đi, đội bóng cũng đã chứng kiến những sự thay đổi nhiều về cách thi đấu và yếu tố con người. Câu cửa miệng, đừng bao giờ coi thường người Italia, đừng bao giờ để ý người Anh, nó vẫn đúng trong những vòng chung kết của mọi giải đấu. Người Ý vừa mới công bố danh sách 30 cầu thủ ban đầu sẽ đến với kỳ Euro 2024 và sẽ phải cắt giảm 4 người trước ngày 12 tháng 6. Ở vị trí người gác đền, dù Donnarumma chiếm trọn spotlight, Vicario cũng là một gương mặt có thể chiếm lấy suất bắt chính xứng đáng. Hàng hậu vệ thì ở khu vực trung lộ có Bastoni, Scalvini, Mancini là yên tâm nhất. Khu vực chạy cánh thì có Di Lorenzo, Di Marco, Damian. Đáng tiếc khi mà Destiny Udoji của Tottenham Hotspur đang gặp chấn thương, còn Federico Gatti thì chỉ là sự lựa chọn thứ 5, xếp sau Buongiorno và Acerbi ở vị trí trung vệ. Khu vực giữa sân nổi bật với Jorginho, Barella, Cristante và Pellegrini. Hàng tiền đạo của tuyển Ý bừng sáng hai cái tên là Chiesa của Juve và Scamacca của Atalanta vừa lên ngôi vô địch cúp C2 vừa rồi. Huấn luyện viên Spalletti xuyên suốt vòng loại thì đang có thiên hướng lựa chọn Raspadori từ đội bóng cũ của mình nhiều hơn. Nhưng sau giải đấu vừa rồi thì có lẽ ông sẽ phải xem lại. Vị trí thứ 4 trong danh sách này thuộc về người Đức, đội bóng chủ nhà của giải đấu lần này. Họ hoàn toàn xứng đáng ở một vị thế cao hơn nếu như trong 6 năm trở lại đây, chuỗi thành tích bết bát không liên tục kéo dài lâu đến như vậy. Die Mannschaft chỉ mới bắt đầu thấy được ánh sáng hy vọng sau khi Toni Kroos nhận lời trở lại đội tuyển quốc gia lần cuối cùng trước khi giải nghệ. Nhìn vào hai trận đấu giao hữu gần nhất với Pháp và Hà Lan, có thể thấy rằng trong chiến dịch lần này, thành bại tại Toni Kroos là nhận định phù hợp. Đức không thiếu những cầu thủ xuất sắc, có mặt ở mọi vị trí. Vấn đề lắp ghép như thế nào thì Joachim Löw, Hansi Flick đều đã thất bại trong lựa thế hệ này.
Julian Nagelsmann cần phải tìm ra phương án phù hợp nhất. Điểm yếu nhất của Đức chính là khâu chiến thuật. Việc tuyển Đức không còn lấy Bayern Munich làm nòng cốt nữa có thể là một phần nguyên do. Thêm vào đó, việc họ chỉ có vị trí thứ tư về sức mạnh đến từ bảng đấu của họ với Hungary, Scotland và Thụy Sĩ đi không cẩn thận là lật bánh chứ chẳng đùa. Vị trí thứ ba thuộc về người Anh, còn lý do tại sao họ không được đánh giá cao hơn thì chúng tôi có thể tóm gọn ở hai nhân vật chính là Gareth Southgate và Harry Kane. Chừng nào Tam Sư còn dính hai lá bùa này thì chừng đó họ sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao nhất cả. Tuyển Anh sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất châu Âu, xét đến từng cái tên như là Declan Rice, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Phil Foden. Trên hàng công có Harry Kane, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất nhì châu Âu trong mùa giải vừa qua, có Bukayo Saka, có Anthony Gordon đạt phong độ cao, cả Cole Palmer cũng là một phương án cần thiết trong những thế trận cần một phép màu mới. Nhưng còn hàng thủ thì hứa hẹn sẽ có những vấn đề. Như dự kiến, Gareth Southgate vẫn gọi những gương mặt mà ông trao niềm tin lớn nhất, thủ thành Jordan Pickford, bộ tứ vệ là Trippier, Kyle Walker, John Stones và Luke Shaw. Vấn đề là, Trippier sau chấn thương đang có phong độ kém, Luke Shaw thì mới bình phục, chưa biết đá đấm thế nào. Ông gọi cả Harry Maguire cũng gặp chấn thương và chưa rõ liệu anh có thể đảm bảo được tầm ảnh hưởng hay không. Tuyển Anh có hy vọng tiến vào bán kết với vòng bảng nhẹ nhàng. Thêm nữa, những sự may mắn ở giai đoạn knockout. Vị trí thứ hai trong danh sách này thuộc về Bồ Đào Nha trong tay huấn luyện viên Roberto Martinez. Kể từ sau năm 2016, vị thế của đội bóng này đã tăng lên một cách khủng khiếp. Vấn đề danh hiệu được giải quyết, Seleção châu Âu lại còn như hổ mọc thêm cánh với một thế hệ vàng tiếp theo được trình làng bóng đá thế giới. Nhìn đâu trong đội hình của họ cũng toàn những ngôi sao khủng của những câu lạc bộ lớn. Thủ thành có Diogo Costa, bộ tứ vệ có Dalot, Pepe, Diaz, Cancelo. Hàng tiền vệ gồm có Palinha, Neves, Bruno, Vitinha. Tiền đạo thì ngoài đội trưởng Cristiano Ronaldo còn có Gonçalo Ramos, Diogo Jota. Hành lang cánh sẽ được án ngữ bởi Silva, Felix và Liao. Thêm vào đó, chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại cùng với một Ronaldo thăng hoa với 10 bàn thắng khẳng định Bồ Đào Nha đang trở lại mạnh mẽ sau tàn dư cùng với Fernando Santos, một ông thầy giỏi biết cách quản lý phòng thay đồ, nổi bật với phong cách tấn công làm chủ đạo, sẽ giúp Seleção châu Âu hướng đến danh hiệu Euro tiếp theo sau 8 năm chờ đợi. Còn đứng ở vị trí thứ nhất thì dĩ nhiên là người Pháp, một khả năng sản sinh ra những siêu sao hàng đầu không ở đâu nhanh được như vậy. Pháp không cần những ngôn từ hoa mỹ như thế hệ vàng để hướng đến chất lượng đội hình, mùa nào thì họ cũng mạnh như thế. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc có hay không những danh hiệu vô địch. Vô địch World Cup 2018 và vào đến loạt đấu súng trận chung kết World Cup 2022, Lập Lờ vẫn được xem là đội bóng mạnh nhất của châu Âu thời điểm này. Dù không có duyên với sân chơi Euro đã hơn 2 thập kỷ, với Kylian Mbappe đang ở trạng thái sung mãn nhất, thầy trò Didier Deschamps vẫn đang ở vị thế thợ săn danh hiệu chẳng bàn cãi. Thủ thành Maignan, dàn hậu vệ với Theo Hernandez, Konate, Saliba, Koundé, hàng tiền vệ sở hữu Camavinga, Tchouaméni, Rabiot và có thêm cả phương án N'Golo Kanté trở lại nữa. Hàng tiền đạo là Dembélé, Mbappé và Giroud. Cách thi đấu của tuyển Pháp so với kỳ World Cup 2022 gần nhất dự kiến không có nhiều những sự thay đổi. Họ vẫn sẽ cố gắng nghiền nát đối thủ theo phong cách quen thuộc. Như vậy, xếp hạng sức mạnh theo chúng tôi lần lượt là Pháp, Bồ, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Bỉ. Từ lịch sử cho đến sức mạnh hiện tại, Pháp đang là đội có tỷ lệ vô địch cao nhất. Bồ Đào Nha có sức mạnh từ dàn nhân sự chất lượng, lại đồng đều với cả ông thầy mới tạo nên chiến tích đáng nể ở vòng loại. Đức có lợi điểm sân nhà, có Toni Kroos trong chương cuối sự nghiệp. Ý, Tây Ban Nha và Bỉ cũng là những đội bóng có chiều sâu, nhưng họ vẫn đang thiếu một điều gì đó cho hành trình mộng mơ trong mùa giải năm nay. Trước khi bóng lăn, mọi thứ vẫn chỉ là nhận định. Lý thuyết và thực tiễn thì bao giờ cũng có một khoảng cách. Vì thế, hãy cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình, hướng đến một hành trình vinh quang tại nước Đức vào tháng 6 này nhé!